Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về một phương pháp rất là hiện đại trong điều trị bệnh lý sỏi đường tiết niệu. Đây là phương pháp nội soi tán sỏi thận bóng mềm. Nếu qua về phương pháp này, đây là phương pháp mà can thiệp sỏi thận hoàn toàn theo đường tự nhiên, tức là sẽ không có vết mổ nào trên cơ thể của người bệnh cả. Chúng ta sẽ đưa máy theo cái đường tiểu, luồn qua niệu đạo. Ta sẽ đưa máy luồn qua niệu đạo vào bàng quang, rồi luồn qua niệu quản lên trên thận, tìm sỏi và tán sạch sẽ bên sỏi, tán nhỏ bên sỏi trong thận. Phương pháp này là một phương pháp rất là hiện đại để bảo tồn được tối đa chức năng của thận, không làm ảnh hưởng đến chức năng của thận. Và đây là cái video mà mình có quay lại cái ca bệnh mà mình đã làm cái đây một tháng, quá trình tán sỏi thận cho bệnh nhân. Đây là cái thì chúng ta đặt suýt đặt máy soi máy nhựa quản mềm vào trong cái suýt, tức là trước khi chúng ta tiến hành đặt máy nội soi ống mềm, chúng ta phải đặt một cái dụng cụ và cái suýt để nó là cái giá đỡ cho cái nhựa quản, giá đỡ cho cái máy soi, và cũng là một cái kênh để cho nước có thể vào ra, kèm theo là cái sỏi sẽ đi theo cái ống suýt này ra ngoài. Đây là quá trình chúng ta đang đưa máy soi trong lòng suýt lên trên bể thận và trong thận để tiến hành tìm kiếm sỏi cũng như là tán vụn viên sỏi. Đây là trường hợp của bệnh nhân nam 45 tuổi. Bệnh nhân này thì đã có tiền sử sỏi thận đã mổ tại một bệnh viện khác thì họ mổ mở nhưng mà không lấy được viên sỏi trong thận mà chỉ lấy được viên sỏi ở niệu quản thôi. Bệnh nhân này có viên sỏi ở đài dưới thận bên phải, kích thước là 15 mm. Đây là chúng ta đang soi gần tới bể thận đấy. Rồi quá trình đặt suýt thì chúng ta không nên đặt quá mạnh, quá cao vì có thể là tổn thương rách bể thận, tổn thương chảy máu sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình mổ. Đây chúng ta đã soi vào trong thận đây. Đây là nhành ở trong thận, các bạn có thể thấy nhành trong thận, các cái đài thận, các cái đài nhỏ, rất nhiều các cái hốc, các cái đài thận. Chúng ta đang soi kiểm tra các đài thận và xác định vào cái vị trí của viên sỏi. Kinh nghiệm của mình là với những cái ca thực hiện tán sỏi thận bằng ống soi mềm thì tôi đều thực hiện mình sẽ trực tiếp xuống cái phòng chụp các lớp vi tính để xem các cái lát cắt. Thì khi mà họ in phim ra thì không in hết các lát cắt, chúng ta xem ở trên máy tính thì sẽ xem được nhiều các lát cắt hơn, và chúng ta cũng có thể dựng hình bể thận nhiều quả, dựng hình cái hệ thống đài thận để dễ dàng xác định được cái vị trí của viên sỏi. Như trường bệnh nhân này là trường sỏi rất khó, nằm ở vị trí nhóm đài dưới. Để chúng ta có thể quan sát thấy là đang đi soi rất nhiều các cái hốc đài để tìm kiếm viên sỏi. Nếu như ta không được định hình trước thì sẽ rất khó khăn trong quá trình xác định viên sỏi và có thể làm kéo dài cái thời gian cuộc mổ. Cái này chúng tôi cũng đã xác định được cái vị trí của viên sỏi, định vị được vị trí viên sỏi, nhưng vì là cái viên sỏi nó ở vị trí nó không được thuận lợi, vị trí rất khó khăn, cái góc giữa viên sỏi và bể thận rất là hẹp, và bệnh nhân này thì cũng rất là nhiều những cái đài thận nhỏ, các bạn có thể thấy đấy, nó như một cái tổ ong rất là nhiều góc ngách.
Chúng tôi vẫn đang tiếp tục hành trình để tìm viên sỏi trong các ở trong thận này thì chúng ta không thể dùng ống soi cứng để soi ở trong thận này được. Với những cái sỏi ở trong thận này thì nếu như muốn can thiệp hoàn toàn theo đường tự nhiên không vết mổ thì chúng ta phải sử dụng ống soi mềm để soi vào bên trong thận. Đó, chúng tôi đang soi rất nhiều các ngóc ngách ở trong thận để tìm viên sỏi. Có rất nhiều phương pháp để xử lý sỏi ở trên thận. Chúng tôi sẽ có một cái bài chia sẻ tổng quan về các phương pháp điều trị sỏi thận. Mỗi một phương pháp thì có những cái chỉ định riêng và có những cái ưu điểm riêng. Tuy nhiên là với phương pháp nội soi tán sỏi thận mềm thì đây có thể coi là cái phương pháp hiện đại nhất hiện nay để điều trị cái sỏi thận. Nó thích hợp với những trường hợp sỏi dưới 1,5 mm, 1,5 cm, dưới có thể chúng ta có thể chỉ định với sỏi 2 cm. Và đây là viên sỏi của bệnh nhân. Chúng ta đã tìm thấy viên sỏi nằm trong một cái cổ đài, trong cái hốc đài rất là sâu, rất là nhỏ phía bên trong. Đấy, viên sỏi này thì sẽ gây nên các cái triệu chứng cho bệnh nhân, đó là cái triệu chứng tiểu máu. Vì viên sỏi khi người di chuyển nó sẽ cọ vào cái niêm mạc của cái cấu trúc đại thận, nó sẽ gây nên đại máu. Với những trường sỏi trong thận như thế này thì thông thường thì sẽ không gây đau, nó chỉ đau khi mà nó gây tắc nghẽn các nhóm đài hoặc là tắc nghẽn cái hệ thống đường bài xuất thôi. Đó vì là viên sỏi nó nằm ở vị trí nó rất là khó khăn, bệnh nhân chỉ thở nhẹ một chút thôi là chúng ta sẽ mất cái góc, mất cái hướng và mất cái vị trí định vị của viên sỏi. Chúng tôi đang sau khi xác định được vị trí viên sỏi, chúng tôi đã đưa cái đầu laser, các bạn thấy cái đầu tán laser, chúng ta đã đưa được cái laser vào trong để chuẩn bị để tán viên sỏi. Cái đầu laser này là đầu laser này nó rất là nhỏ thôi, nó khoảng 1/3 mm thôi. Đây chúng ta phóng đại lên nhiều lần, các bạn nhìn như vậy. Đây bên sỏi đấy, chúng tôi tiến hành tán sỏi. Vị trí rất là khó đấy. Tôi sẽ gửi ảnh dựng 3D cũng như cái ảnh chụp cắt lớp dựng hình chụp sỏi thận của bệnh nhân này. Sỏi rất là khó. Vâng, và chúng tôi bắt đầu tán sỏi. Chúng tôi phải thao tác nhịp nhàng theo nhịp thở của bệnh nhân. Bởi vì cái trường hợp sỏi vị trí khó như này mà bệnh nhân cần thở với biên độ lớn thì có thể sẽ làm lệch trượt mất cái gỗ trường. Và chúng tôi đang bắt đầu tán lên sỏi. Tôi đang dùng chiến thuật là vừa tán và vừa cố gắng là đẩy viên sỏi ra một cái vị trí nó thuận lợi hơn để can thiệp được tốt hơn. Cho các bạn thấy đó, viên sỏi đang từng bước được tán nhỏ, có rất là sẽ vỡ vụn. Với những trường hợp mà tán sỏi thận mềm này thì chúng tôi ưu tiên là sẽ tán bụi, tán nhỏ 1 mm, 1-2 mm để bơm rửa và sỏi nhỏ như vậy sẽ tự theo cái đường ống niệu quản để đi tiểu ra bên ngoài. Khó khăn nên là chúng tôi phải đưa cái đầu tán laser nó hơi dài và để có thể tiếp cận viên sỏi từ một vị trí xa hơn.
Với những trường thuận lợi thì tôi không đưa cái đầu tán laser nó dài như thế này để nó dễ kiểm soát hơn bởi cái quá trình tán. Và khó khăn tôi đang tìm một cái góc độ nó thuận lợi hơn, chỉnh cái ống mềm với góc nó thuận lợi hơn để tán sỏi được tốt hơn, để góc ở đài dưới và rất sâu ở phía trong. Đối với những cái trường khó như thế này ấy, thì kinh nghiệm của chúng tôi khi mà theo các thầy các giáo sư học và phụ với các thầy từ rất là lâu thì những trường khó như này chúng ta có thể phối hợp với bác sĩ gây mê để cho bệnh nhân tạm thời ngưng thở khoảng tầm 2 đến 3 phút để mình tán nhanh cái viên sỏi, sau đó cho bệnh nhân thở lại thì nó sẽ hạn chế được cái quá trình di chuyển của viên sỏi liên quan đến nhịp thở. Thông thường thì với những trường hợp tán sỏi sỏi ống mềm này thì chúng tôi sẽ tiến hành gây mê nội khí quản. Bệnh nhân thở, cái tần số thở là do mình cài đặt qua cái hệ thống của máy thở thôi. Tất nhiên là những trường hợp này thì chúng tôi có thể gây tê tủy sống để tán. Chúng tôi đã dùng chiến thuật là sẽ di chuyển cái viên sỏi này ra ngoài một cái vị trí thuận lợi hơn để tán sạch sẽ viên sỏi cho bệnh nhân. Năng lượng laser sẽ phá vỡ viên sỏi, các bạn nhìn thấy là phá vỡ bụi bụi viên sỏi. Trong cái quá trình tán này thì người phụ thì cần bơm nước liên tục cho cái quá trình tán sỏi nó được thuận lợi, nó rõ. Đó, chúng tôi đã đưa viên sỏi ra một cái vị trí, một cái đài thận nó rộng hơn, dễ hơn để cho nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi nhịp thở bệnh nhân. Đó. Và quá trình chúng tôi tán viên sỏi, các bạn nhìn thấy nó tán bụi hết viên sỏi. Đối với những trường sỏi thận này thì cái mục tiêu của chúng ta là tán sỏi nó nhỏ thành các cái mảnh sỏi nhỏ từ 30 mm trở xuống. Với những cái sỏi nhỏ 30 mm trở xuống thì bạn yên tâm là nó sẽ theo cái hệ thống đường tiết niệu, hệ thống niệu quản đi ra ngoài. Với những trường mà tán sỏi thận thì chúng tôi ưu tiên là sẽ tán bụi, tán nhỏ. Cái này thì chúng ta có thể cài đặt qua cái mức năng lượng và mức tần số. Chúng ta có chế độ xay sỏi thành chế độ bụi và chế độ tán sỏi với những cái sỏi lớn để cho chúng ta cài đặt máy. Các bạn có thể thấy viên sỏi đã bắt đầu vỡ ra thành rất nhiều những cái mảnh nhỏ, vỡ ra thành hàng vạn mảnh nhỏ bụi, và chúng ta mảnh bụi nó sẽ theo dòng nước để trôi ra ngoài. Với những trường hợp tán sỏi như này thì chúng ta cần lưu ý một vài cái điểm. Cái khâu đặt suýt chúng ta phải rất là hạn chế tổn thương, hạn chế chảy máu, vì khi mà chảy máu thì chúng ta làm sẽ rất là mờ, đó là một vấn đề. Và khi mà chảy máu thì sỏi nó sẽ dễ bị đọng lại dọc những cục máu đông thì sẽ rất là khó ra. Thì chúng tôi tán thì như ca này thì chúng tôi tán rất là sạch sẽ và theo dõi xong xong một tháng bệnh nhân đã khám lại
để rút xong gigi thì kết quả rất là tuyệt vời, sạch sẽ sỏi trên siêu âm và chụp X quang tiết niệu, tôi nhiên rất là hài lòng, rất là phấn khởi. Bệnh nhân cũng không thể ngờ được là trước đó mình đã mổ mổ mở ở một bệnh viện khá lớn và không thể lấy được sỏi bên trong, nhưng mà chúng tôi vẫn có thể nội soi vào trong cái đài thận để tán sạch sẽ bên sỏi cho bệnh nhân. Cũng cần lưu ý với các quý bệnh nhân đó là nếu trường hợp bị sỏi thận ấy, nó có rất là nhiều yếu tố, rất là nhiều nguyên nhân, mà nếu như chúng ta dự phòng không tốt thì tỷ lệ tái phát sỏi rất là cao. Theo nhiều báo cáo, nhiều ước tính thì người ta thấy rằng tỷ lệ tái phát sỏi trong vòng 5 năm có thể lên tới 50%. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã thực hiện điều trị sỏi một cách toàn diện cho bệnh nhân. Là những trường hợp mà tán sỏi xong thì chúng tôi có thực hiện phân tích thành phần sỏi để xem là cái trong cái thành phần sỏi bệnh nhân này nó bao gồm những thành phần tạo sỏi chính là gì, để xây dựng cái chế độ ăn uống cho từng bệnh nhân riêng biệt. Để phân tích cái thành phần sỏi này thì hiện nay ở Việt Nam thì rất ít cơ sở thực hiện cái phân tích thành phần sỏi. Ở nước ngoài thì theo tôi tìm hiểu thì nó có hai cái hệ thống để phân tích thành phần sỏi. Một là nó sẽ lấy nước tiểu 24 giờ, lấy nước tiểu một ngày đấy, để phân tích đánh giá về cái thành phần trong nước tiểu để xây dựng chế độ ăn uống cho bệnh nhân. Và một cách thứ hai là họ lấy những cái mảnh sỏi vụn, những cái viên sỏi để phân tích cái thành phần bên trong và xây dựng chế độ ăn uống cho từng bệnh nhân riêng. Ở Việt Nam thì hiện tại thì chúng tôi cũng chưa thực hiện được xây dựng một thực đơn riêng cho từng bệnh nhân cụ thể, nhưng qua cái phân tích thành phần sỏi, qua cái quá trình tán sỏi này thì chúng tôi có thể phân loại sơ bộ về các cái loại sỏi cho bệnh nhân để xây dựng cái chế độ dự phòng cho nhóm bệnh nhân. Thì các bạn có thể thấy tôi đang tán bụi ít về viên sỏi. Bạn lấy cái mốc đầu dây laser, cái đầu dây xanh xanh đang thực hiện tán sỏi này, nó cỡ bằng khoảng 1/3 mm thôi ạ. Đó là cái dây 275 nanomet. Thì cái viên sỏi chúng ta tán khoảng tầm 3 mm trở lại thì yên tâm là sẽ ra hết. Rồi, chúng tôi đã thực hiện xay sỏi. Có thể thấy từng viên sỏi rất là to, chúng tôi đã tán bụi sỏi tán thành hàng vạn những mảnh sỏi nhỏ. Và những mảnh sỏi nhỏ này thì chúng tôi tiến hành bơm rửa ra ngoài, và những cái mảnh nhỏ còn lại thì họ sẽ tự theo cái ống soi để ra ngoài được. Tiếp theo cái ống niệu quản để ra ngoài. Đó, các bạn thấy cái tán bụi như thế này thì có thể yên tâm rồi, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục là tán nhỏ thêm và tìm kiếm những cái mảnh lớn còn lại để tán tán bụi nó đi. Với những trường hợp mà nội soi tán sỏi thận cũng mềm này thì sau khi tán thì chúng tôi sẽ phải đặt một cái ống xông GG, một cái ống xông niệu quản từ trên bể thận xuống dưới bàng quang. Ống xông này thì thông thường chúng tôi sẽ lưu khoảng 1 tháng, trong thời gian đó để những cặn sỏi nó theo ống xông xuống rồi nó nong rộng cái niệu quản, tránh bị hẹp niệu quản.
Cái hành trình 8 viên sỏi. Ta có thể thấy là tim tôi tán viên sỏi chống thận của bệnh nhân này thì không hề có tổn thương một chút nào đến phần nhu mô thận, không làm chảy máu, chính vì vậy mà nó không ảnh hưởng 1% nào đến chức năng của thận được cả. Phương pháp này thì sẽ bảo tồn được tối đa chức năng thận của bệnh nhân. Đó là cái phương pháp rất là tuyệt vời trong điều trị bệnh lý sỏi đường tiết niệu. Quý bệnh nhân có các vấn đề về bệnh lý đường tiết niệu, sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang, hoặc là các cái bệnh lý đường tiết niệu khác như u phế đạo tuyến tiền liệt, u thận, nang thận, thì có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ và giải quyết một cách tốt nhất. Hiện tại thì admin chủ yếu phẫu thuật sỏi thận ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội và Bắc Ninh. Các bệnh nhân ở xa thì mình có thể giới thiệu các bác sĩ giỏi, người chuyên môn tốt và tâm huyết, nhiệt tình của bệnh nhân để giải quyết một cách tốt nhất cho các bạn. Và các bạn có thể thấy là rất nhiều những mảnh sỏi bụi ấy, nó sẽ theo dòng nước để ra ngoài. Đây những cái mảnh này, sỏi rất rất nhỏ, và các bạn có thể thấy nó hàng triệu, hàng tỷ những mảnh nhỏ bụi đã được tán nhỏ hết. Chúng tôi bắt đầu đang đi soi kiểm tra xem còn mảnh sỏi sót nào khác không. Trước đó thì tôi đã soi rồi, các bạn thấy đó. Những cái mảnh nhỏ này thì nó sẽ theo dòng nước để ra ngoài hết rồi. Các bệnh nhân có vấn đề về sỏi đường tiết niệu thì có thể liên hệ với mình qua số hotline 0886 999 115 để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Vâng, đây là hành trình 8 sỏi của bệnh nhân này đã xong. Và chúng tôi sẽ tiến hành đưa một cái ống sông vào trong bể thận vị trí sỏi để bơm cái sỏi sỏi vụn đó ra. Đây cũng là một cái mẹo, một cái phương pháp rất là hay để bơm cái sỏi sỏi vụn ra ngoài. Sau khi bơm ra ngoài thì tôi sẽ soi lại kiểm tra và đặt một cái ống sông GG từ trên bể thận xuống bằng quang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy xem thêm các cái thông tin hữu ích về sỏi đường tiết niệu trong website sỏitietniệu.com và các bài viết trong cái đường link bên dưới video. Nếu có vấn đề gì về sỏi đường tiết niệu thì hãy để lại comment hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ. Cảm ơn các bạn.